AFF Cup 2022, ông Park sắp đương đầu với đối thủ xứng tầm. Huấn luyện viên Park Hang Seo một lần nữa muốn đánh bại đội Malaysia vào ngày 27 tháng 12, như ông đã làm được suốt gần 5 năm qua. Đội bóng này đang được dẫn dắt cũng bởi một huấn luyện viên Hàn Quốc và đây có thể sẽ là đối thủ xứng tầm của ông. Gương mặt đầy quyền lực Được trao quyền dẫn dắt tuyển Malaysia từ đầu năm 2022, Huấn luyện viên Kim Pangon đã mang đến cho đội bóng Đông Nam Á này một sức sống hoàn toàn mới so với thời kỳ được điều hành bởi huấn luyện viên bản địa. Liên đoàn bóng đá Malaysia, FAM, đã dồn hết mọi quyền lực vào tay ông Kim cùng ekip ban huấn luyện do ông tự chọn. Kết quả đến lúc này khá tích cực, khi Malaysia đánh bại Thái Lan tại King Cup và chỉ riêng trong năm 2022 đã có tới 9 trận thắng, thua 2 trận ở trận mở màn bản BAFF Cup 2022, Malaysia giành trọn 3 điểm trước Myanmar. Trong lăng kính của giới truyền thông Hàn Quốc và Malaysia, ông Kim Pangong là người thế nào, trình độ ra sao? Cựu chủ biên tạp chí Phao Phao Hàn Quốc, nhà báo j Ae Minh Hong khẳng định, huấn luyện viên Kim Pangon là người có chuyên môn cao, lại rất thông minh và tử tế. Ông từng giữ chức giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, KFA và chủ tịch hội đồng huấn luyện viên Hàn Quốc. Tại KFA, ông Kim đã mời huấn luyện viên Paulo Bento cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Bổ nhiệm huấn luyện viên Kim bêm cho tuyển U23 Hàn Quốc thi đấu ở Olympic Tokyo 2020 và huấn luyện viên Colin Bell cho tuyển nữ Hàn Quốc. Tóm lại, khi còn làm việc tại KFA, ông Kim Pangon là một người đầy quyền lực, chỉ kém chủ tịch KFA Chung Mong-gyu. Cách thiết lập lối chơi ba trung vệ của ông Kim cũng đang là xu hướng của bóng đá hiện đại. Chỉ tiếc là tại AFF Cup 2022, tuyển Malaysia mất một số cầu thủ chủ chốt vì nhiều lý do khác nhau. Điều này sẽ hạn chế không nhỏ đến màn trình diễn và tham vọng của họ. Nhà báo Kim Phai của trang gôn Malaysia kỳ vọng, huấn luyện viên Kim Pangon đã thiết lập một cấu trúc vững vàng ở đội tuyển quốc gia. Đưa ra những ý tưởng chơi bóng rất rõ ràng. Ông Kim thường cho tuyển Malaysia chơi với sơ đồ 3, 4, 3 và đôi khi là 4, 3, 3. Có một chút khác biệt với huấn luyện viên Park Hang Seo là nếu tuyển Việt Nam rất khó bị đánh bại và sử dụng nhiều đòn phản công thì ông Kim muốn tuyển Malaysia tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi vừa gặp mất mát lớn khi trung vệ Amat Khu có khả năng sớm chia tay AFF Cup 2022 vì chấn thương. Tuyển Malaysia đang phải đối diện với không ít thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng vào tinh thần và cách tổ chức lối chơi của huấn luyện viên Kim Pangon. Phải ổn định được trạng thái tâm lý. Một quan chức liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF chia sẻ, các đối thủ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 đều rất đáng coi trọng. Chúng ta đã có chiến thắng đầu tây trước đội Lào và sẽ còn phải đương đầu với những thử thách lớn khác, trong đó khó khăn kế tiếp mang tên Malaysia. Cho dù được dẫn dắt bởi ai, đối thủ này cũng hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho chúng ta. VFF không tạo áp lực nặng nề khi luôn tin tưởng vào huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các cộng sự và các cầu thủ. Cuộc đối đầu giữa hai huấn luyện viên đồng hương chắc hẳn sẽ rất gây cấn, quyết liệt. Malaysia sẽ gặp Lào vào 19h30 tối nay ở lượt trận thứ hai bảng B, còn Singapore tiếp Myanmar với quyết tâm có 3 điểm đầu tiên. Kết quả các trận lượt thứ hai bảng A tối qua, Philippines thắng Brunei 5-1. Indonesia thắng Campuchia 2-1. TK theo kế hoạch, đội Malaysia sẽ có mặt tại Hà Nội vào trưa ngày 25 tháng 12. Chủ tịch FAM Hamidin Mo Amin và Tổng thư ký Saifuddin Abu Bakar cũng có mặt ở chuyến sang Việt Nam lần này. Ông Hamidin chia sẻ với báo chí Malaysia, tôi muốn đội Malaysia thỏa mãn giấc mơ của tôi là giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam. Chúng tôi mong chờ, hy vọng và tin tưởng huấn luyện viên Kim Pan Gon làm được điều đó. Trong khi đó, vừa từ Lào về Việt Nam vào tối ngày 22 tháng 12, ngày sáng ngày 23 tháng 12, ông Park đã yêu cầu các học trò ra sân tập. Bùi Tiến Dũng đã khỏi Covid-19 nên tập trung với đồng đội. bị căng cơ sau khi nhận kết quả chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện ở Lào. Quang Hải và Hồng Duy chưa thể tập nặng trở lại. Một thành viên của đội chia sẻ ông Park muốn cầu thủ không chỉ duy trì được thể lực tốt mà còn ổn định được trạng thái tâm lý, không hưng phấn thái quá sau trận thắng lào nhưng phải tiếp tục nuôi dưỡng ý chí chiến đấu trong quãng nghỉ khá dài, 6 ngày kể từ trận đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2022. Bình luận viên Ngô Quang Tùng nói, bài toán khó của ông Park là xây dựng được kế hoạch tập luyện để tuyển Việt Nam giữ được nhịp thi đấu tốt. Trận gặp Lào chỉ mang tính chất làm nóng vì đối thủ quá yếu. Trận gặp Malaysia mới là thước đo năng lực thực sự của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.